đối với cư xử thế nào đối với người lãnh đạo của nguyên dân tộc nước Việt Nam chúng ta, nếu người đó đã xuất hiện rồi. Còn nếu mà chưa xuất hiện thì quý vị đi tìm, đi tìm bao lâu nay gặp chưa, hay là chính chúng ta là mỗi là chính chúng ta là mỗi người, chính chúng ta là những người lãnh đạo trong việc tốt lành của chúng ta, để chúng ta hội tụ lại thành một hội đồng của nguyên Việt Nam để làm việc. Ngày xưa có hội nghị Dương Hồng thì ngày nay tại sao lại không có hội đồng của nguyên Việt Nam? Why not? Dễ hiểu quá. Kính thưa quý vị, kính thưa đồng bào, nợ quốc dân, nợ tổ quốc vẫn còn đó, chúng ta chưa trả. Chúng ta dỏm chết mẹ, dỏm muốn trả lắm, tìm đủ mọi cách để trả, nhưng mà bung ra là gặp toàn cái dân ba bựa, dân cà chớn, sọc dưa, sọ lá không. Rồi giờ đụng cái gặp dân Việt Giang, đám Việt Giang hả, nhận tiền của Việt Cộng, của Trung Cộng, bây giờ chúng nó quậy quá, giữa cuộc bị quờ quạng luôn, bị tẩu quá nhập ma luôn, không biết đánh đấu tranh đấu làm sao nữa. Rồi sinh ra chán ngán, đúng không? Chán quá, ngán quá. Rồi cùng lúc là lại có những kẻ chờ thời hả, để mà nhảy ra, để mà thủ lợi, để mà hưởng lợi, để bon chen chụp giật bóc hốt. Rồi cùng lúc có những kẻ thật sự đàng hoàng, nhưng mà người ta sợ quá, sợ mấy cái đám này tụi nó hung dữ quá, tụi nó bon chen, rồi tụi nó ma mánh mung quá, thì tụi nó kêu bằng thô bỉ, ác độc quá, hung dữ quá, tụi nó xâm ra họ thủ, họ cứ sống không à, đi làm về rồi thủ tiền này cái rồi cái lâu lâu thì chứ là lo giúp người dân ở người Việt Nam này cái rồi họ thủ này kia cái thôi, chứ không làm gì. Rồi sinh ra rốt cuộc là ôi mình không làm cũng có người khác làm, và rốt cuộc lại tất cả những thành phần này sẽ chết sầu muộn, có một cái gì đó cắn rứt lương tâm chịu không nổi, chết không vui. Tôi thấy tôi có nhiều người bạn chết không có vui vậy đó, tụi nó không ăn nào vui hết à, tại vì hỏi tại sao nó còn thiếu nợ, nợ quốc dân, nợ tổ quốc, nợ lương tâm của mình. Kính thưa quý vị, cho uống hộp nước. Thế thì dừng nào chúng ta mới trả? Chúng ta trả thời gian của mình, công sức của mình và mồ hôi nước mắt của mình. Chúng ta tìm một tổ chức nào để chúng ta có thể đồng hành được. Tôi dùng chữ đồng hành nha. Quý vị có biết người mà chỉ huy, người lãnh đạo công cuộc của nguyên dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta là người như thế nào? Là người được trời chọn. Người được ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta chứng giám, người được hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra đảm bảo và chứng giám và phụ trợ để làm việc. Từ ngàn xưa đến giờ rồi, thỉnh thoảng là dân tộc Việt Nam chúng ta khi mà đất nước biết kêu bằng tanh bành hết rồi đó, thì trời lại cho xuất hiện một người này lãnh đạo, người lãnh đạo. Cái chuyện nó xảy ra trong lịch sử Việt Nam chúng ta. Thế thì bây giờ người lãnh đạo mà trời cho chọn lựa và sắp xếp để làm việc xuất hiện rồi, thì người Việt Nam chúng ta cần phải làm gì? Thưa quý vị, chúng ta phải hiên ngang làm việc với người đó, đồng hành với người đó, thì công việc sẽ thành công nhanh chóng và mỹ mãn. Còn nếu mà chúng ta xìu xìu nở giống như vác bao gạo mà cứ 50 thao mà không sóc lên vác lên vai đi hiên ngang nhẹ nhàng khỏe mạnh không, giống exercise luôn, còn hơn cứ không lum khum kéo làm lười biếng lắm, ù lì bê trễ, cứ kéo riết mẹ cái bao gạo rách luôn, gạo bao bao mà rách rồi là gạo mà xuống đất luôn, là bùn đất không, là nó dơ dái hư hỏng hết. Đó là những cái thành phần mà đấu tranh đấu này kia, là cái muốn trả nợ quốc dân, nợ tổ quốc đó, làm việc kêu bằng lương chừng đó, thì giống như kéo bao gạo, cứ kéo hoài thay vác mẹ lên vai đi hiên ngang lên để giải quyết vấn đề.
Chúng ta có 12 phép lạ của Thượng Đế ban cho, và chúng ta không cho phép bất cứ một giống dân nào tiếp tục hành hạ, lấn áp, giết chóc, khinh bỉ, miệt thị dân tộc và đất nước chúng ta nữa. Chúng ta không cho phép bất cứ kẻ nào làm như thế, và chúng ta được quyền làm như thế. Chúng ta có làm hay không thôi. Và kính thưa quý vị, thời gian của chúng ta càng ngày càng rút ngắn. Năm nay, năm tới là 2 năm mà chúng ta cần phải giải quyết. Đồng bào tưởng tượng là ở trong nước Việt Nam chúng ta có khoảng chừng 1 triệu người biết về việc làm Hội đồng Công nguyên Việt Nam, và cũng như biết về 12 phép lạ mà Thượng Đế đã ban cho dân tộc, và cũng như là kêu gọi cũng như chọn lựa dân tộc Việt Nam chúng ta làm những việc vĩ đại như thế này, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Kính thưa đồng bào, người Việt ở trong nước đó, người ta sẽ lấy lại niềm tin và người ta sẽ đứng dậy bước ra đường cầu nguyện thôi, không làm gì hết. Hàng triệu người bước ra thì kể như 90 triệu sẽ bước ra đường hết. Việt Nam mình lẻ lắm, nhập tâm lẻ lắm. Tại vì những người Việt Nam mình là người hiếu vì đạo, khi mà người ta có nắm vững cái niềm tin rồi đó, người ta sẵn sàng bước ra đường để làm việc. Thì thưa quý vị, với 12 phép lạ mà được bảo kê ở tại Hàn Lâm Viện Thế Giới, ở đây không phải là chuyện đùa, chuyện giỡn, đây là mình giả, là FBI nó bắt chết mẹ, nó phạt trắng máu luôn á. Chúng ta chỉ còn có một công việc dễ làm, thông báo cho người Việt Nam biết, ở trong nước á, còn người ở hải ngoại nè, gia nhập Hội đồng Công nguyên Việt Nam, danh chính ngôn thuận. Cũng như chúng ta thỉnh thoảng đây là hàng tuần bây giờ bắt đầu có năm ba người viết thơ rồi gia nhập này kia cái rồi ủng hộ này kia, là một phần của chúng ta. Chúng ta làm, mình không làm ai làm cho mình? Ai cầm củ cải với mình đi tè khi mà mình vẫn còn đi đứng được, mình tè, mình chưa phải là handicap mà, vừa phải thôi. Kính thưa quý vị, chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì đứng lên. Đứng lên từ tri thức của mình, chứ đừng có dùng trí thức của mình. Trí thức mà không có tri thức á, là trí thức á, đi vào chỗ quỷ diệt. Tại vì trí thức mà không có tri thức á, trí thức mà không có con tim á, thì họ là những người sẽ sinh ra những công việc ác độc, tham sân si, và họ sẽ quỷ diệt người khác, quỷ diệt sự sống người khác, và quỷ diệt với chính linh hồn của họ. Bởi vì trí thức mà không có tri thức thì sẽ là những kẻ vô cùng kiêu ngạo, để rồi họ sẽ tự quỷ diệt và họ sẽ làm phiền càn khôn vũ trụ. Thưa quý vị, quỷ nó có thể bắt chước lời thánh hiền nói chuyện như lời thánh hiền. Quỷ có thể bắt chước Satan á, những cái ác có thể bắt chước lời Chúa, lời Phật, lời thánh hiền Việt Nam mình, lời ông bà tổ tiên Việt Nam mình nói chuyện y chang như thế. Nhưng mà quỷ nó không làm được những việc tốt lành như những đấng đã làm những việc tốt lành, như Chúa Giêsu, như Phật Thích Ca, như ông bà tổ tiên chúng ta đã làm những việc tốt lành. Nói thì ai nói không được hết á. Hãy làm đi. Chúng ta hãy chứng minh qua hành động. Và hành động mà để dẹp bỏ tư tưởng cộng sản ở đất nước Việt chúng ta. Chúng ta đã thua rồi. Đã thua rồi. Với cái sự mà trí thức của con người, của nhân loại, chúng ta đã thua rồi, thua đậm. Thì giờ đây chúng ta hãy dùng trí thức của mình
để học hỏi và hãy dùng đến những quyền năng tuyệt vời và vĩ đại và dũng mãnh nhất của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại, mà ưu ái là ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Trước chúng ta hãy nắm lấy cơ hội, bởi vì đây là kho tàng vô giá vĩ đại mà Thượng Đế ban cho mỗi người Việt Nam chúng ta. Và chúng ta được quyền thừa hưởng bởi 12 phép lạ này. Và chúng ta cần phải ban bố cho tất cả nhân loại được biết về 12 phép lạ này. Bởi vì kho tàng này quá vĩ đại. Quá vĩ đại. Thượng Đế mời gọi chúng ta khai thác. Và cũng như là thông báo, kêu gọi tất cả nhân loại cùng nhau khai thác. Chúng ta đừng có keo kiệt nữa, thưa quý vị. Chúng ta đừng có đào xới từ những cái đống rác của nhân loại gây ra nữa. Trong đó có chúng ta gây ra biết bao nhiêu tội ác, đống rác của nhân loại. Bây giờ chúng ta hãy chấm dứt đào xới những cái đống rác tội lỗi của nhân loại đó. Tham sân si của nhân loại. Giờ đây chúng ta hãy khai thác kho tàng vĩ đại của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, của thế giới thiên loại. Bởi vì kho tàng này sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi, đời đời kiếp kiếp. Và không bao giờ hư mất, thưa quý vị. Đó là cuộc đời, cuộc sống vĩnh cửu, đời đời kiếp kiếp. Và cũng như tất cả những gì cha trời Thượng Đế Toàn Năng có, Ngài ban cho chúng ta tất cả. Nên nhớ điều đó. Với điều kiện là chúng ta phải nghe lời Ngài và thực thi theo những điều Ngài chỉ dạy, ở cùng Ngài. Thánh giống chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần tường trình ngày hôm nay. Một lần nữa, nhớ gia nhập Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam gấp và đồng thời thông báo 12 phép lạ của cha trời về đất nước Việt Nam chúng ta gấp, cũng như thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp. Thành thật cảm ơn. Thánh giống xin hẹn tái ngộ. Thành thật cảm ơn. Ok. Xong nha. Rồi hết, đúng 1 giờ đồng hồ đó. Ok. Ok, giờ đi xuống nha. Ok. Alright. Xuống mát nè cậu Phó Trương. Ok. Bây giờ phải sang lại, nó đưa lên internet. Xuống máy rồi ha. Ok. All right. Kính thưa đồng bào, Việt Nam rất là quý mến. Đây là hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên mây để cảnh báo và hướng dẫn nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi. Đặc biệt hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung cho những ai thật lòng ăn năn sám hối, cầu xin Ngài bảo vệ ở mọi nơi mọi lúc. Hình ảnh này có phép lạ đi chung, vì thế những ai có hình ảnh này trong nhà hoặc là nơi làm việc hoặc là khi ra đường thì đương nhiên quyền năng của Cha Trời Giêsu sẽ bảo vệ và bao trùm cho quý vị được bình an và được vượt qua tất cả
mọi khó khăn mà trên cuộc đời này lúc nào cũng rình rập đời sống chúng ta. Bởi vì cuộc đời này là một đoạn đường học hỏi của linh hồn chúng ta cần học hỏi. Nhờ đó mà chúng ta có thể được tiến hóa qua sự chịu đựng và dạy dỗ của thế giới thiên loại. Trong đó, cha trời thượng đế toàn năng là đứng luôn luôn thương yêu và thương xót và bảo vệ chúng ta, cũng như luôn luôn sẵn sàng ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và chúng ta chỉ cần sám hối và thật tâm sống theo những điều chỉ dạy của Ngài. Những điều chỉ dạy của Ngài rất đầy đủ chi tiết. Qua sự hướng dẫn, đại diện đứng mà cha trời thượng đế toàn năng đã ban cho càn khôn có sự sống, đó là Thiên Chúa Giêsu. Thiên Chúa Giêsu chính là đứng đại diện cao cả và là duy nhất cao cả của cha trời thượng đế toàn năng ban cho càn khôn vạn vật hữu hình và siêu nhiên mà mắt thông thường chúng ta chưa thể nhìn thấy được. Đồng bào mau mắn copy những hình ảnh này để trong nhà và để nơi làm việc, cũng như cho con cái mình, nhắc nhở cho con cái mình và phân phát cho anh chị em nhân loại hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung. Đặc biệt ở Việt Nam, hãy mau mắn copy những hình ảnh này, copy hai hình ảnh này, quan trọng nhất, phân phát cho nhau. Vì những ngày tháng năm sắp tới sẽ có nhiều biến loạn khắp quả địa cầu. Thế giới rất là khủng hoảng vì chiến tranh, tranh giành quyền lực, tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo và nạn đói khắp nơi vô cùng khốc liệt. Bởi vì sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Quả địa cầu sẽ rung chuyển. Và đương nhiên, Thượng Đế sẽ nắn quả địa cầu lại để tránh họa chiến tranh nguyên tử. Vì thế, sẽ có động đất tsunami và nền kinh tế thế giới sẽ đảo lộn. Và đương nhiên, đời sống của những kẻ giàu có, quyền thế, độc tài sẽ đối diện với tất cả những khó khăn mà họ không thể chịu đựng nổi.
đồng bào cần copy hai hình ảnh này cùng hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc. Đây là hình ảnh chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc đã được Cha Trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế sắp xảy ra. Đồng bào copy hình ảnh này và hình ảnh này đây là hình trắng đen, đây là hình trắng đen đây. Copy hình ảnh này và copy hình ảnh Chúa Giêsu cũng như copy hình ảnh này, hình ảnh hai anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam đại diện cho tất cả quý anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam đã hiện ra trên mây và sẵn sàng đuổi bọn Trung Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam, cũng như đuổi bọn Cộng sản ở Việt Nam và đồng thời đuổi bọn Tư Bản Xanh, Tư Bản Đỏ ra khỏi đất nước Việt Nam. Đồng bào nhớ ôm những hình ảnh này xuống đường cầu nguyện nhịp nhàng thì thế giới cộng sản sẽ tan rã và chúng ta sẽ không đổ máu. Bởi vì quyền năng của Cha Trời Giêsu sẽ bao trùm chúng ta cũng như bao trùm đất nước chúng ta. Và quyền năng của Cha Trời Giêsu sẽ dạy dỗ cho nhân loại là hãy mau mắn ăn năn sám hối. Thank you.
quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó. Đây nè, phần cổ nè. Ồ, cái đầu nè, phần cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá, đúng rồng quá. Quá đẹp luôn. Wow. Đầu rồng nè, thấy ông rồng, nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, mình nè, đuôi kìa. Wow.